cái mức mà họ đề cập với em nhiều nhất là bao nhiêu? Đấy thì chị hỏi thật. Không, cái này không 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 biết là ai cả, mình chỉ biết À, là dạ cái này nó cũng tùy vào dòng máy bay chị ạ. Ví dụ B40 một giá, B52 một giá, dòng tên lửa đẩy VK70 ấy, dòng cực kỳ khó lái lại một giá. Nói chung nó cứ dao động vào khoảng 1.000 đến 1.000